Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 13 tháng 10, kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, những chiến sĩ trên mặt trận phát triển kinh tế. Đội ngũ doanh nhân, chủ doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên trong những năm qua đã không ngừng cố gắng đóng góp lớn cho phát triển kinh tế xã hội. Trong chuyên đề thời sự với chủ đề Doanh nghiệp doanh nhân Hưng Yên đi lên cùng cả nước, do biên tập viên Anh Thắng trình bày với khách mời là bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên sẽ giúp quý vị thấy rõ hơn sự lớn mạnh cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp Hưng Yên, cùng một số đề xuất kiến nghị để phát triển doanh nghiệp của mảnh đất phố hiến, giàu mạnh hơn nữa. Xin kính chào bà. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, xin bà cho biết về sự phát triển của doanh nhân và chủ doanh nghiệp tại Hưng Yên ạ. Như quý vị đã biết, trải qua 25 năm kể từ sau ngày tái lập tỉnh, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh Hưng Yên đã ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn cả về chất và lượng. Điều đó được chứng minh bằng thực tế, hàng năm số lượng các doanh nghiệp thành lập mới, số lượng các dự án được đầu tư vào tỉnh Hưng Yên với tổng mức đầu tư ngày càng lớn. Và hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có trên 16.000 doanh nghiệp, trong đó Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng có hơn 1.300 hội viên. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phấn đấu sẽ có thêm nhiều hội viên hơn nữa, đặc biệt là các hội viên đến từ các tập đoàn kinh tế lớn, các doanh nghiệp nước ngoài. Mục tiêu để làm cho chất lượng hoạt động của hiệp hội sẽ ngày càng tốt hơn, họ sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong thị trường và cùng kết nối, cùng hợp tác với các cái doanh nghiệp nhỏ trong cái chuỗi cung cầu và cái hệ sinh thái của chính tại địa bàn tỉnh Hưng Yên. Vâng, với mỗi người dân quê hương xứ Nhãn và những ai đã từng đến Hưng Yên những năm đầu tái lập, nay trở lại đều không khỏi ngỡ ngàng trước sự chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh. Trong đó, các doanh nhân, chủ doanh nghiệp đang lĩnh vai trò tiên phong trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Năm 1997, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Hưng Yên mới chỉ dừng lại ở mức 2 con số. Đến nay, sau 25 năm tái lập, thu ngân sách 9 tháng đầu năm đã đạt 44.000 tỷ đồng, ước thu cả năm 2022 sẽ đạt 50.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 88 triệu đồng, xếp thứ 11 cả nước. Để đạt được thành công này, không thể không nhắc đến vai trò đóng góp của các doanh nhân, chủ doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tôi rất là cảm ơn lãnh đạo tỉnh và sở ban ngành của tỉnh trong thời gian qua đã tạo điều kiện về cơ chế chính sách, về hành chính để tạo cho doanh nghiệp giải quyết tất cả các công việc nhanh chóng hơn. Tôi thấy là về mặt chính quyền, đặc biệt là các lãnh đạo tỉnh và địa phương hỗ trợ rất là tốt trong công tác giải phóng mặt bằng. Đấy là cái mà thuận lợi nhất cho nhà đầu tư và an tâm về đầu tư ở đây. Hiện Hưng Yên có hơn 2.100 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vào đầu tư với tổng số vốn đăng ký khoảng 17 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản và Hàn Quốc hiện là các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất. Hưng Yên có vị trí tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, là một khu vực trọng điểm trong phát triển các lĩnh vực công nghiệp, hậu cần logistics, đồng thời là trọng tâm khu vực vành đai kinh tế miền Bắc Việt Nam. Tôi được biết, ngoài hệ thống giao thông thuận lợi, dễ dàng tiếp cận sân bay quốc tế, cảng biển và đường cao tốc, Hưng Yên còn sở hữu lực lượng lao động trẻ. Rõ ràng, với tiềm năng lợi thế của mình, tỉnh Hưng Yên đang được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao vì có nhiều lợi thế để phát triển cả về công nghiệp, đô thị, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Vâng, thưa bà, là Hưng Yên chúng ta thì nổi tiếng với câu ca là thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố hiến. Tiếp giáp với thủ đô Hà Nội thì thời gian qua, sự phát triển của Hưng Yên đã tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Hưng Yên hay chưa? Thủ đô Hà Nội hiện đang gồng mình để khắc phục những điểm nghẽn về hạ tầng, chưa đồng bộ với sự phát triển. Và ngoài ra thì nhiều nhà máy, xí nghiệp đang có xu hướng, kế hoạch là dịch chuyển ra ngoài thành phố, cũng như các khu đô thị vệ tinh sẽ phát triển theo để giảm tải cho trung tâm thủ đô. Trong xu thế đó thì rõ ràng là tỉnh Hưng Yên được hưởng lợi nhiều nhất với cái vị trí địa lý của mình. Và để đón đầu xu thế này cho phát triển, vấn đề tiếp cận đất đai và giải phóng mặt bằng cũng đang là bài toán đặt ra cho các địa phương. Nếu giải quyết tốt vấn đề này, thì theo các chuyên gia kinh tế, Hưng Yên sẽ có sự bứt phá nhanh hơn nữa, đặc biệt là số thu ngân sách. Bởi vì Hưng Yên vẫn còn rất nhiều quỹ đất và hạ tầng được đầu tư mới sẽ tạo ra nhiều không gian phát triển mới. Toàn tỉnh hiện có khoảng 16.000 doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp trong tỉnh, dù đông nhưng đa số quy mô còn nhỏ, chưa thực sự tham gia hiệu quả vào chuỗi liên kết sản xuất trong hội nhập. Vì vậy, rất cần nhà nước có lộ trình, chính sách cụ thể mang tầm vĩ mô từ trung ương đến địa phương để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi công nghiệp phụ trợ, liên kết sản xuất với nhau chặt chẽ hơn.
Doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi thì tôi nghĩ rằng là về phía ủy ban dân tỉnh và các sở ban ngành có liên quan thì cũng nên tổ chức nhiều hơn nữa các cái cuộc hội thảo, hội nghị hoặc các cái cuộc triển lãm để nhằm kết nối những cái doanh nghiệp mà tạo thành một cái văn hóa trong cái cộng đồng doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên. Trong bối cảnh các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, cải cách hành chính đang đặt ra nhiều thách thức cho Hưng Yên phải không ngừng thay đổi và có bước đột phá hơn nữa về mọi mặt để có nhiều hơn nữa doanh nghiệp đến Hưng Yên đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả. Là một doanh nghiệp trẻ thì tôi mong Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi để cho doanh nghiệp trẻ chúng tôi có thể khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của mình để đóng góp cho xã hội được nhiều hơn ạ. Nhật Bản và Việt Nam có nhiều sự tương đồng. Từ thực tế tại Nhật Bản, muốn doanh nghiệp phát triển, thứ nhất Việt Nam cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để doanh nghiệp cắt giảm số lượng và thời gian khi hoàn thiện các thủ tục hành chính. Thứ hai, đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp nhà máy. Theo bà, các doanh nhân và doanh nghiệp tại Hưng Yên cần khắc phục những điểm yếu gì để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu? Đối với Hưng Yên thì cũng có rất nhiều những tập đoàn lớn, các tập đoàn nước ngoài cũng đã làm tốt việc xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên thì cũng còn nhiều những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chưa chú trọng tới việc xây dựng thương hiệu. Và họ còn ngại ngần, còn chưa tự tin để tham gia vào các cái hoạt động xúc tiến thương mại, chưa đầu tư vào việc quảng bá hình ảnh sản phẩm và hình ảnh của doanh nghiệp mình, cũng chưa tập trung vào công tác chuyển đổi số để có thể hội nhập với xu hướng kinh tế toàn cầu. Và nếu như họ muốn phát triển một cách bền vững thì họ cần phải khắc phục những cái điểm yếu này. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đã nhận lời mời tham dự chương trình và cảm ơn những chia sẻ rất chi tiết của bà về sự lớn mạnh và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại Hưng Yên. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Mời quý vị các bạn tiếp tục theo dõi các tin tức khác trong chương trình thời sự.